Kính chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Qua Lan Đăng Khôi ha. Hôm nay thì em có lựa một số chậu size hàng giống, chậu nhỏ nhỏ để cô chú anh chị mình dễ sưu tầm ha. Size nhỏ thì cái giá nó cũng dễ dễ vào giống hơn, cô chú anh chị mình dễ sưu tầm hơn. Chậu đầu tiên lên đó là chậu chớp vàng đỏ xưa. Chậu này thì hai thân nguyên zin. Bộ ghế thì khỏe rồi. Lá vẫn còn sẹt rất là đẹp nha cô chú anh chị. Vàng đỏ xưa thì em nhân giống tại vườn nên là bông chuẩn rồi cô chú anh chị mình cứ yên tâm vô giống ha. Chậu này size giống thôi, size nhỏ. Hai thân. Chậu này em giao lưu cô chú anh chị mình 290 bao ship. 290 bao ship. Chậu rất đẹp nha cô chú anh chị, 290 bao ship. Chậu tiếp theo em lên đó là chậu chớp hồng sắc pháo. Chậu này thì nguyên zin luôn. Cọng này cũng còn zin luôn. Hồng sắc pháo thì mặt bông rất là đẹp. Thân thủ khỏe, mình rất dễ chăm sóc. Hồng sắc pháo mình chậm cây bự là nó rất là ú rồi chú anh chị. Chậu này hai thân nguyên zin. Chậu này thêm chia sẻ cô chú anh chị mình 350 bao ship. 350 bao ship nha. Chậu này rất là khỏe rồi. Cọng này nhú mầm nó lên thì mình sẽ có chậu ba thân có thể có bông ha cô chú anh chị. 350 bao ship. Chậu tiếp theo em lên cũng là một size hàng giống là chậu chớp Susan. Chậu này thì cọng đầu đang lên mầm. Mầm rất là khỏe. Bộ rễ thì rất là khỏe của chú anh chị. Đây rễ nè. Chậu này thì em giao lưu cho cô chú anh chị mình 290 bao ship. Chớp Susan.